Nằm trong khuôn khổ những trận giao hữu hè, Arsenal vừa có trận làm khách tại nước Đức gặp câu lạc bộ Nürnberg. Dù là nhà đương kim Á quân của Premier League, nhưng việc mang tới đây một khối đội hình có nhiều cái tên mới mẻ, mang tính thử nghiệm, thì chẳng ai dám chắc thầy trò Mikel Arteta sẽ giành lấy một chiến thắng. Và quả thật, kết quả trận đấu đã phản ánh rất rõ điều đó. Những cầu thủ đắt giá của Arsenal vẫn chưa thể hòa nhập được với nhau. Họ thi đấu rời rạc. Đặc biệt sự thất vọng lớn nhất phải kể đến cái tên Kai Havertz. Anh lạc nhịp hoàn toàn trong trận đấu vừa rồi. Kết quả một đều không phải là điều mà pháo thủ kỳ vọng, nhưng với lối chơi ấy, rõ ràng hòa đã là điều may mắn. Dù không phải là một thế lực quá lớn của bóng đá Đức, nhưng người mộ pháo thủ đã không còn xa lạ gì với câu lạc bộ Nürnberg. Trước mỗi mùa giải, Arsenal đều thường rủ Nürnberg đấu giao hữu để kiểm tra đội hình. Mùa trước, họ cũng gặp đội bóng Đức này và thắng 5-3. Trên sân nhà, Nürnberg đã dẫn trước 2-0, nhưng sau đó, hai tình huống phản lưới nhà cùng với cú đúp của Gabriel Jesus và một bàn thắng của Mohamed Elneny đã giúp cho pháo thủ ngược dòng thành công. Đó là màn trao của động viên Arsenal đầy thăng hoa của Jesus trước khi anh hòa nhập nhanh chóng hệ thống vận hành của đội bóng, tạo đà cho Arsenal bay xa. Hôm qua, một kịch bản tương tự được kỳ vọng sẽ dành cho Kai Havertz, tân binh đắt giá hơn cả Jesus. Havertz đến từ Chelsea với giá 60 triệu bảng. Anh được kỳ vọng có thể sẽ giúp Arsenal giải bài toán hàng công ở mùa giải trước, giai đoạn họ mất Jesus vài ngày vì chấn thương. Quả thật khi tiếng còi trận đấu vang lên, người ta cũng bắt đầu cảm nhận được sự chênh lệch về trình độ giữa đội bóng cán đích ở vị trí thứ 2 bảng xếp hạng Premier League và đội bóng chỉ cán đích ở vị trí thứ 13 của giải hạng nhì Đức mùa trước. Arsenal dù không phải là câu lạc bộ có thiên hướng chưa kiểm soát, nhưng chơi bóng kể từ khi bắt đầu lăn đều nằm ở chân các cầu thủ pháo thủ. Dù thế, đúng với tính chất của một trận đấu giao hữu, Nürnberg không hề e dè mà sẵn sàng vung sức chơi hết mình ngay từ đầu. Điều đó khiến cho trận đấu trở nên cực kỳ cởi mở để cả hai đội phô diễn những điều tốt nhất của mình. Nhưng quả thật, dàn sao của Arsenal quá chênh lệch so với phần còn lại. Chơi bóng lăn trong chân của họ và các cầu thủ chủ nhà chỉ có thể pressing trong vô vọng. Dù đã có khoảng thời gian nghỉ ngơi khá lâu, nhưng pháo thủ vẫn giữ được nhịp độ thi đấu tốt, đặc biệt là những tình huống tấn công của họ vẫn sắc nét như những gì đã trình diễn ở Premier League mùa giải trước. Bộ ba tiền đạo Nelson, Nketiah và Saka vẫn quẩy rất tốt nơi phía hàng công. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Arsenal đã cụ thể hóa được sự chênh lệch về trình độ bằng bàn thắng sớm ở phút thi đấu thứ 7. Xuất phát từ tình huống phối hợp quen thuộc ở khu vực trung tuyến, Saka với lối đá quen thuộc của mình ngay lập tức băng lên để đón đường truyền sớm của đồng đội. Nếu là một trận đấu chính thức, có lẽ tình huống sau đó sẽ là một đường truyền từ Saka. Nhưng lần này, anh chọn cách khác, đó là xuyên phá. Những pha đảo chân như giang lạc của tiền đạo xuất sắc nhất pháo thủ mùa trước khiến cho các trung vệ của Nürnberg phải hoa cả mắt. Và ngay sau đó là một tình huống dứt điểm căng như kẻ chỉ khiến cho thủ thành Christian Mathenia bất lực nhìn bóng lăn vào lưới. Ngay sau khi có bàn thắng mở tỷ số, các học trò của Mikel Arteta không những không trùng xuống mà còn đẩy nhanh tốc độ tấn công nhiều hơn. Bóng chỉ lăn quanh quẩn trước vòng cấm của đội chủ nhà. Dù thời gian trận đấu chưa trôi qua được một nửa hiệp đấu thứ nhất, nhưng pháo thủ đã dứt điểm đến 6 quả. Trong khi đó, con số bên phía đội chủ nhà chỉ là con số 0 tròn chính. Điểm ấn tượng nhất trong cách tấn công của pháo thủ mà người ta thấy được chính là khả năng kiểm soát. Đây là thứ mà Arsenal đã bị đánh giá thấp ở mùa giải trước. Nhất là khi đấu với các câu lạc bộ giỏi kiểm soát như Man City, pháo thủ hoàn toàn bị lép vế. Và đó cũng chính là nguyên nhân mà thầy trò Mikel Arteta thường để thua ở những trận cầu lớn quan trọng. Nhưng nhìn cách chơi của đội khách hôm nay, người hâm mộ có quyền kỳ vọng về tuyến giữa của Arsenal mùa tới. Chắc hẳn huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã giáo huấn rất kỹ để học trò của ông kiểm soát được trái bóng tốt hơn. Tuy nhiên, vẫn có những điểm hạn chế nhất định trong lối chơi của pháo thủ. Càng về cuối hiệp 1, tỷ lệ mất bóng của đội càng cao, đặc biệt là khi bóng vào chân của những cầu thủ như Jakub Kiwior hay Fabio Vieira, thì y như rằng cả hai đều xử lý lúng túng, khiến cho các cầu thủ Nürnberg nhanh chóng cướp lại được. Cú dứt điểm đầu tiên của đội chủ nhà cũng đến theo một kịch bản như vậy. Không những thế, việc tỏ ra lúng túng khi chơi với tốc độ cao của Vieira còn khiến cho pháo thủ bị lỡ nhịp thi triển tấn công. Những tình huống đánh trung lộ ở giai đoạn nửa cuối hiệp 1 của pháo thủ đã không còn được sự sắc nét như cái cách mà họ đã làm ở nửa đầu. Cả hai bước vào giờ nghỉ hiệp 1 với cái nhìn không mấy vui vẻ từ Arteta. Chắc chắn ông sẽ có nhiều điều thay đổi trong hiệp thi đấu thứ hai. Đặc biệt người hâm mộ kỳ vọng rất nhiều về chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ tung Kai Havertz vào sân để làm mới hàng công nhằm tìm nhiều hơn một bàn thắng. Đó cũng sẽ là bài test nhẹ nhàng mà Arteta có thể thử nghiệm với cầu thủ này. Và quả thật đã có nhiều sự thay đổi được triển khai ngay từ khi hiệp hai bắt đầu. Đáng chú ý là sự rời sân bất ngờ của thủ thành Ramsdale để nhường lại vị trí cho Canhen. Jakub Kiwior, cái tên gây thất vọng khi liên tục làm mất bóng ở hiệp thi đấu thứ nhất, cũng phải rời sân để nhường chỗ cho Kieran Tierney. Ngoài ra, còn có những sự thay đổi trên hàng công và cái tên được chờ đợi nhất là Kai Havertz cũng đã được chiến lược gia 41 tuổi xếp vào đồ đánh trận trên sân. Đáng chú ý, bên cạnh tiền đạo người Đức sẽ là Jesus. Rất có thể, dụng ý của Mikel Arteta
là muốn thử nghiệm việc chơi hai mũi nhọn tốt nhất của mình cùng một lúc. Ngay lập tức, sát thủ Jesus, người từng gieo sầu cho Nürnberg mùa trước, đã chính thức lên tiếng, nhưng chỉ tiếc là cú sút của anh lại đi chạch khung thành trong gang tấc. Với sự đổi mới khá nhiều trên hàng tấn công, cùng với việc Arsenal rút ra tiền vệ có thiên hướng phòng ngự Thomas Partey, sức mạnh tấn công của pháo thủ được cải thiện đáng kể. Họ có những miếng đánh đa dạng và sắc nét, thậm chí đã có ít nhất 3 cơ hội để Jesus và các tiền đạo đối mặt với khung thành khi đã lừa qua được thủ môn. Nhưng thật khó tin rằng sau đó các tình huống đều bị bỏ lỡ đáng tiếc. Để rồi các học trò của Arteta đã phải trả một cái giá quá đắt ở phút thi đấu thứ 61 khi mà thủ môn trẻ tuổi Kanhen lại chuyền quả bóng đi đúng vào chân của đối phương. Ngay lập tức, Okunuki Kanji đã cụ thể hóa thành bàn thắng gỡ hòa 1-1. Rõ ràng đây là lúc pháo thủ phải bùng hết sức, bởi họ chắc chắn không muốn trận giao hữu của mình với đối thủ ưa thích lại kết thúc với một tỷ số kiểu như thế này. Nhưng tưởng sau khi phải chịu bàn thua, pháo thủ sẽ vùng lên để tìm kiếm thêm bàn thắng. Nhưng không, đằng này họ còn khiến cho các cầu thủ chủ nhà có nhiều cơ hội rõ rệt hơn để dứt điểm về phía khung thành của Kanhen. Và trong tình huống đá phạt ở phút thứ 74, nếu không nhờ có xà ngang thì pháo thủ có lẽ đã phải nhận thêm một bàn thua nữa. Dù đã bổ sung rất nhiều cầu thủ trên hàng tấn công, nhưng hiệu quả chỉ đến thoáng chốc ở những phút đầu, rồi đầu cũng vào đấy. Arsenal lại tiếp tục cho thấy sự lạc nhịp, đặc biệt là với chàng tân binh Kai Havertz, người được kỳ vọng rất nhiều, lại trở thành cái tên gây thất vọng nhất kể từ khi được vào sân. Thậm chí, hiếm khi người ta nhìn thấy được cầu thủ người Đức chạm bóng, anh mất kết nối hoàn toàn với các vệ tinh xung quanh. Dường như chuỗi phong độ kém thuyết phục từ mùa giải trước vẫn đều bám ảnh cho tới hiện tại. Khi trận đấu đã trôi qua phút thứ 75, Arteta tiếp tục tung vào sân những làn gió mới, hòng tìm ít nhất là một bàn thắng vươn lên dẫn trước. Nhưng mọi chuyện đã đi ngược lại với tính toán của huấn luyện viên người Tây Ban Nha. Chẳng có bất kỳ điều gì mới mẻ ngoài việc Arsenal liên tục tiếc nuối với những pha bỏ lỡ của mình. Cứ thế, trận đấu giao hữu đầu tiên của Arsenal khép lại với tỷ số hòa 1-1. Trận đấu này rõ ràng đã cho người ta thấy được rất nhiều điều. Trong đó, điểm rõ ràng nhất là việc Arsenal vẫn chưa thực sự tạo ra được một khối đội hình thống nhất và lối chơi mượt mà. Họ đá vẫn còn rất phập phù và mất tính liên kết hoàn toàn, không thể tìm thấy được. Nhưng dù sao, đây cũng là một trận đấu giao hữu và chắc chắn Mikel Arteta sẽ rút ra được cho mình rất nhiều bài học.